Kênh, các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó chọn tiếp vào biểu tượng chuông. Các bạn chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để nhận tất cả những thông báo khi tôi livestream hoặc là các video mới nhất. Sau đó chọn lưu lại. Tiếp theo các bạn nhớ like cho video, sau đó chia sẻ các video lên Facebook. Xin cảm ơn.